biển đỏ dậy sóng, Houthi cảnh báo tấn công tàu chiến Mỹ, nói Washington chớ hành động dại dột. Tại Gaza, Israel phát hiện mạng lưới hạ tầng dưới lòng đất phục vụ các thủ lĩnh Hamas. Trong khi đó, Mỹ kêu gọi quốc tế tạo áp lực buộc Hamas đầu hàng. Báo động không kích ở Bắc Israel, Hezbollah trả giá đắt cho xung đột. Diễn biến khác, Đức lên kế hoạch triển khai lữ đoàn sát vách, Nga phản ứng sao? Mỹ triển khai máy bay ném bom, tham gia tập trận với Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản lục đục vì di dời căn cứ không quân Mỹ. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế những diễn biến liên quan đến xung đột sụp sôi ở giải Gaza cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Adel Malek Al-Houthi, thủ lĩnh lực lượng Houthi ở Yemen hôm 20 tháng 12 đanh thép cảnh báo sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ nếu Hoa Kỳ hành động giả dục Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Washington lập liên minh hải quân đa quốc gia đối phó các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại ở Biển Đỏ. Ông Adel Malek Al-Houthi nói... Chúng tôi sẽ không đứng yên nếu Mỹ leo thang căng thẳng và hành động dại dột, nhắm bắn Yemen hoặc khơi mào xung đột với nước này. Mọi hành động tấn công Yemen sẽ đồng nghĩa với việc tấn công Houthi. Các tàu chiến, mọi lợi ích và hoạt động hàng hải của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu cho tên lửa, UAV và những hành động quân sự khác của chúng tôi. Phía Houthi cũng khẳng định các hoạt động ở biên đỏ Bad al-Mandat Vịnh Aden và Biển Ả Rập của nhóm này không gây tổn hại cho hàng hải quốc tế hay hoạt động thương mại của bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi chỉ nhắm vào kẻ thù Israel. Mỹ trước đó đã lập liên minh hải quân với 10 nước khác, chủ yếu là các quốc gia NATO nhằm tăng cường tuần tra ở Biển Đỏ, đối phó và đáp trả các cuộc tấn công của Houthi trong tương lai. Từ đầu, Mỹ đã tìm cách bảo vệ tàu Israel hoặc những tàu có liên quan đến nhà nước Do Thái. Và giờ đây, họ còn kêu gọi các nước khác hành động tương tự các nước, cả ở hai bờ biển đỏ, cần chỉ trích lập trường của Mỹ vì họ đã vi phạm quyền của các nước khác, cũng như đe dọa an ninh và sự ổn định, ông Adel Malik Al-Houthi nói. Houthi hiện kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen sau nhiều năm chiến tranh. Tháng trước, lực lượng này tăng cường phóng UAV và tên lửa vào các tàu quốc tế đi qua biển đỏ để phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Ancolos hôm 20 tháng 12 cho biết, Berlin đang xem xét tham gia liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu đối phó các cuộc tấn công ở Biển Đỏ từ Houthi. Ông cho rằng hải quân Đức có thể làm điều đó, nhưng mọi nhiệm vụ đều cần được quốc hội thông qua. Theo Reuters, ông Kolat đã nói với các phóng viên rằng các tàu khu trục Hessen, Hamburg và Sachsen của Hải quân Đức vốn được thiết kế để tập trung vào phòng không và bảo vệ một đơn vị, do đó rất phù hợp với nhiệm vụ trong liên quân Biển Đỏ. Trong số 3 tàu nói trên, có hai chiếc đã sẵn sàng chiến đấu. Một số kênh truyền thông cho rằng quân đội Đức không có lực lượng để tham gia các hoạt động của liên quân tại Biển Đỏ. Điều này không đúng, mọi người có thể tham khảo trang web của chúng tôi. Khi xem xét loại tàu của 124 tàu khu trục hiện có, có thể thấy Hessen, Hamburg và Sachsen rất phù hợp, ông nhấn mạnh. Phát ngôn viên Israel Ilan Levy cùng ngày hoan nghênh việc Mỹ thành lập liên minh hải quân, tăng cường an ninh ở Biển Đỏ. Đề cập đến hoạt động quân sự của Houthi, ông Levy đánh giá, đó là mối đe dọa không chỉ với Israel mà cả thương mại hàng hải toàn cầu, cũng như hòa bình và an ninh trên các tuyến hàng hải quốc tế. Phát ngôn viên khẳng định Israel sẽ giải quyết những mối đe dọa này. Tuy nhiên, ông không giải thích kế hoạch của Tel Aviv còn tại Gaza, Reuters đưa tin phát ngôn viên quân đội Israel, đô đốc Daniel Haga, hôm 20 tháng 12 tuyên bố bộ binh đã phát hiện một mạng lưới cơ sở hạ tầng mà giới chỉ huy Hamas sử dụng ở giải Gaza. Ông mô tả mạng lưới hầm ngầm này là lối di chuyển của các thủ lĩnh Hamas như Shinwa, Ismail Haniyeh và Muhammad Def khi tiến hành chiến dịch ở trung tâm Hamas, nơi đặt trụ sở chính trị và quân sự của nhóm chiến binh quân đội Israel đã phát hiện một mạng lưới đường hầm nằm dưới các tòa nhà dân sự mà các thủ lĩnh Hamas dùng thường xuyên và cả trong tình huống khẩn cấp từ khi xung đột nổ ra hôm 7 tháng 10. Nhờ những cơ sở hạ tầng này, họ có thể di chuyển và phân tán dễ dàng trong giải đất hẹp từ trung tâm thành phố Gaza, khu vực trụ sở. Họ có thể đến bệnh viện Shifa và rời khỏi đây bằng xe cứu thương tiến về phía nam. Và sau đó, về lại bệnh viện Shifa, đi xuống mạng lưới này di chuyển về phía Bắc và đến bệnh viện Vratesi. Israel tiếp tục lên án việc nhóm chiến binh xây các đường hầm và nhiều cơ sở hạ tầng khác dưới các khu vực dân sự, dùng người dân làm lá chắn. Hamas từng bác bỏ cáo buộc này. Theo Aviv tin rằng, các thủ lĩnh Shinwa và Jeff đóng vai trò chính yếu lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ vào nhà nước Do Thái hôm 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng Israel sau đó dội hỏa lực đáp trả vào Gaza, khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng và 2,3 triệu người dân phải sơ tán. Sky News cập nhật, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 20 tháng 12 kêu gọi quốc tế lên tiếng buộc Hamas buông vũ khí đầu hàng. Phát biểu tại họp báo cuối năm, ông Blinken chỉ ra nhiều nước đang kêu gọi chấm dứt xung đột Gaza. Đó là điều tất cả chúng ta mong muốn. Thế nhưng rõ ràng tôi thấy không bên nào yêu cầu Hamas chấm dứt hành động nấp sau dân thường, buông vũ khí và đầu hàng. Xung đột sẽ kết thúc ngay nếu Hamas làm như vậy. Ông Lincoln cũng nói rằng dường như thế giới đang im lặng về những gì Hamas nên làm để chấm dứt những đau thương hiện nay. Ngoại trưởng cũng lưu ý, Mỹ muốn và hy vọng Israel chuyển chiến dịch quân sự ở Gaza sang giai đoạn tấn công cường độ thấp hơn, tập trung vào các thủ lĩnh và cơ sở hạ tầng của Hamas. Điều đó sẽ giúp giảm đáng kể thương vong cho dân thường. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cùng ngài cho biết, Mỹ đang cân nhắc có nên ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Gaza, mở đường cho viện trợ nhân đạo hay không. Washington luôn lo ngại điều đó tạo cơ hội để Hamas tái bố trí lực lượng và lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới. Israel thời gian qua đối mặt áp lực ngày càng lớn từ các đồng minh phương Tây yêu cầu nước này kiềm chế các đòn giáng vào Gaza. Theo CNN, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 20 tháng 12 nhấn mạnh chống lại chủ nghĩa cực đoan không có nghĩa là sang phản Gaza hoặc tấn công bừa bãi và gây thương vong lớn cho dân thường. Báo động không kích đã vang liên hồi ở phía bắc Israel vào hôm 20 tháng 12, cảnh báo một cuộc tấn công từ phía biên giới với Liban. Reuters đăng video cho thấy một trực thăng khai hỏa và bay trên khu vực biên giới đỏ lửa giữa hai nước. Reuters cũng dẫn nguồn tin cho hay Hezbollah đã trả giá đắt cho các cuộc đối đầu với Tel Aviv. Hơn 100 chiến binh của nhóm phiến quân thiệt mạng, trong khi căng thẳng vẫn leo thang và thương vong còn tăng lên. Hồi 20 tháng 12, Hezbollah tiếp tục chôn cất 6 chiến binh khác. Phát biểu tại đám tang diễn ra ở ngoại ô phía nam Beirut, thành viên cấp cao Hezbollah Shay Yousefzadeh nói rằng nhóm này đang thực hiện lời hứa ủng hộ Gaza cho đến cùng và giảm áp lực lên giải đất hẹp càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên Hezbollah hành động chừng mực, không thổi bùng lửa xung đột, ông Shay Yousefzadeh lưu ý với Reuters. Nguồn tin thân cận với Hezbollah nói khi Israel tiến sâu hơn một chút, Hezbollah cũng hành động tương tự và tình hình được kiềm chế như vậy. Nabil Bowmanchef, phó tổng biên tập báo Anaha của Liban nói, tiền tuyến phía nam Liban đang được kiểm soát theo các quy tắc ngầm nào đó, nhưng nếu có sai sót lớn xảy ra, xung đột có thể leo thang và hóa thành cuộc chiến tổng lực. Israel nói không muốn mở một mặt trận ở phía bắc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Liban có thể hóa thành Gaza nếu Hezbollah khơi vào một cuộc chiến toàn diện. Diễn biến căng thẳng khác, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 20 tháng 12 chỉ trích kế hoạch triển khai một lữ đoàn của Đức đến Litva từ năm 2027. Bà cho rằng động thái trên sẽ leo thang căng thẳng quân sự giữa Nga và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Reuters cho biết Đức và Litva đã ký một thỏa thuận, theo đó Berlin triển khai một lữ đoàn thường trực khoảng 4.800 lính đến Litva, quốc gia có biên giới chung với Nga bà Yakarova nói rằng Đức đã quyết định cam kết triển khai quân và phương tiện quân sự đến Litva vào năm 2027, miễn là Vilnius cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết. Đây là cam kết từ phía Đức vượt xa các kế hoạch hiện có của NATO. Nữ phát ngôn viên cũng cảnh báo, không nghi ngờ gì nữa, động thái trên sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng quân sự. Về phía Nga, chúng tôi sẽ xem xét kỹ tình hình và hành động từ các quốc gia thành viên của NATO, từ đó đưa ra phản ứng phù hợp trong kế hoạch quân sự của mình. Đáng chú ý, phát biểu trên kênh France 5, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông không loại trừ khả năng sẽ mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin đến thăm Paris trong năm 2024. Ông Macron lưu ý, điều đó chỉ xảy ra khi ông Putin tổ chức đối thoại hòa bình và thay đổi tình hình hiện nay với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo TASS, Tổng thống Pháp đã có cuộc trao đổi với báo giới về những sự kiện quan trọng trong năm 2024, bao gồm kỷ niệm 80 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào Normandy, Pháp. Đây là cuộc đổ bộ lớn nhất lịch sử, mở ra mặt trận thứ hai nhằm đánh bại quân đội Đức trong Thế chiến II. Danh sách các khách tham dự cho thấy lãnh đạo Nga Putin có thể không được mời. Lần cuối ông chủ Điện Kremlin dự sự kiện kỷ niệm nói trên là vào năm 2014, đánh dấu cuộc họp mặt đầu tiên giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức kể từ khủng hoảng ở Ukraine. Vào hôm ngày 18 tháng 12, Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng đối thoại với Mỹ, EU và Ukraine về tương lai của khí. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo khẳng định Nga sẽ quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình. Tổng thống Nga cũng tuyên bố tăng cường sức mạnh hạt nhân để đối phó điều mà ông gọi là cuộc chiến hỗn hợp từ phương Tây, đồng thời khẳng định mọi nỗ lực gây thất bại chiến lược cho Moscow đều sẽ thất bại. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, hãng thông tấn John Harp cho biết, trong ngày 20 tháng 12, oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ đã tham gia cuộc tập trận không quân với Hàn Quốc và Nhật Bản trên vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên. Đây được cho là phản ứng của ba nước sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đa đạo xuyên lục địa ICBM. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết, cuộc tập trận diễn ra trên vùng biển phía đông đảo Jeju nhằm tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa quân sự và thể hiện quyết tâm sẵn sàng đáp trả của ba nước. Các bức ảnh về cuộc tập trận do GCS công bố cho thấy, dàn tiêm kích F-15K của Hàn Quốc, F-16 của Mỹ và F-2 của Nhật Bản hộ tống oanh tạc cờ B-1B. Theo GCS, đây là lần thứ 13 Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên hoặc khu vực lân cận trong năm nay. Trong đó có máy bay B-52H sở hữu khả năng mang vũ khí hạt nhân. Hôm 19 1952, Mỹ, Nhật, Hàn đã triển khai toàn bộ hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo về tên lửa Triều Tiên trong thời gian thực và phê duyệt kế hoạch tập trận chung trong nhiều năm. Hãng tin John Hap cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kêu gọi tăng cường khả năng giám sát nhằm ứng phó tốt hơn với mối đe dọa tiềm tàng từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông Yoon nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp đổi mới công tác quốc phòng. Trong cuộc họp tại văn phòng tổng thống với sự tham gia của các nhà lãnh đạo cấp cao trong quân đội, tổng thống Yoon nhấn mạnh: "Các hành động khiêu khích sẽ tiếp diễn, vì vậy chúng ta luôn phải trong tư thế sẵn sàng. Tôi yêu cầu các bên thảo luận cách tăng cường khả năng giám sát nhằm chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa quân sự từ phía Triều Tiên." Theo John Hap, thời gian qua, Hàn Quốc đã tăng cường khả năng giám sát của mình. Đầu tháng này, Seoul đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo từ căn cứ không gian Van Den Beek ở California. Ít lâu sau, cuộc thử nghiệm tên lửa không gian sử dụng nhiên liệu rắn lần thứ ba cũng diễn ra tốt đẹp. Ông Jun Sak John cho hay, Chúng ta phải chia sẻ khả năng giám sát quân sự và tận dụng hệ thống cảnh báo tên lửa thời gian thực với Mỹ và Nhật Bản để ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa tiềm năng. Tổng thống Jun cũng kêu gọi giới chức tìm cách rút ngắn các thủ tục mua sắm vũ khí và trang thiết bị của sự khác. Theo kế hoạch, chính phủ Hàn Quốc dự kiến giảm một nửa thời gian trung bình cần thiết cho việc mua sắm vũ khí từ 14 năm xuống còn 7 năm. NSK đưa tin hôm 20 tháng 12, tòa án tối cao ở Nhật Bản sẽ sớm đưa ra phán quyết liệu chính phủ trung ương có thể bác bỏ quyết định của chính quyền Okinawa về việc thu hồi giấy phép di rời căn cứ quân sự của Mỹ hay không. Được biết, chính phủ Nhật đang muốn di rời trạm không quân Futenma của Hải quân lục chiến Mỹ từ thành phố Đông Đúc quan đến một khu vực ngoài khởi tại Henoko thuộc thành phố Nago. Tuy nhiên, phần đất nền tại khu vực san lấp quá mềm nên chính phủ yêu cầu chính quyền tỉnh Okinawa cho phép sửa đổi kế hoạch và tiến hành quá trình cải thiện. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không chấp nhận yêu cầu và quá trình xây dựng phải tạm ngừng. Vào tháng 10, chính phủ trung ương đã khởi kiện yêu cầu tòa án ra lệnh chính quyền Okinawa nhanh chóng phê chuẩn dự án. Trong phiên tòa trước đó, chính phủ trung ương tuyên bố hành động của tỉnh đang gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, NSK cho biết, thống đốc Okinawa Tamaki Deni đã phản hồi yêu cầu ngay trong phiên tòa. Ông nói rằng cư dân địa phương phản đối dự án di rời và cho rằng chính quyền từ chối là vì lợi ích của cộng đồng. Vị thống đốc cũng đã thúc giục tòa án không cho phép trung ương phớt lờ quyết định của tỉnh và khẳng định cách tốt nhất là tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại. Trang NSK nhận định chính phủ trung ương chưa từng sử dụng quyền lực để bác bỏ lập trường của các địa phương phán quyết sắp tới có thể sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của dự án. Trận động đất ngày 18 tháng 12 đã làm rung chuyển tỉnh Cam Túc và Thanh Hải phía Tây Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 131 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và vô số nhà cửa chỉ còn là đống đổ nát. Reuters cập nhật hôm 20 tháng 12, nhiều tình nguyện viên ra sức chuẩn bị trang thiết bị cần thiết cho người dân. Tình nguyện viên tên Hu chia sẻ, chúng tôi đã chuẩn bị những chiếc áo khoác có lớp bông dày và một số thiết bị dự ấm. Bên cạnh đó, là máy phát điện để cung cấp nguồn điện, đảm bảo các thiết bị sưởi ấm có thể hoạt động. xét về nỗ lực giữ ấm cho con người, chúng tôi đang làm tương đối tốt. anh Hù nói thêm, tại khoa trường trung tâm, chúng tôi đã chuẩn bị lều trại tạm thời để phục vụ cư dân địa phương có nhà cửa bị hỏng nặng. trong những trường hợp nghiêm trọng, họ có thể chuyển đến sinh hoạt trong lều. bởi hiện tại không ai biết liệu có xảy ra thêm đợt động đất nào hay không và khi nào thì chúng có thể xảy ra. nhu yếu phẩm như thức ăn, nước uống, lều trại, bếp lò và chiếu mành đã được các tình nguyện viên địa phương ở thành phố Hải Đông vận chuyển đến. Trong khi đó, tình hình khó khăn hơn khi đợt rét buốt bao trùm hầu hết lãnh thổ Trung Quốc kể từ tuần trước. Nhiệt độ xung quanh tầm trấn ở Cam Túc đã giảm xuống khoảng âm 15 độ C vào đêm thứ ba ngày 19 tháng 12, trong khi nhiệt độ ở Hải Đông vào sáng ngày 20 tháng 12 là âm 10 độ C. Ông Du Dasiu, một trong những người dân phải hứng chịu trận động đất cho biết, hiện tại tôi có chăn điện và mền nên ấm hơn, không như tối qua, tôi không tài nào ngủ được vì lạnh. Chính quyền đã cố hết sức khi thảm họa tự nhiên diễn ra, chúng ta đành phó mặc cho số phận. Valenki, những đôi ủng len dày truyền thống được người nga mang trong thời tiết lạnh giá đang trở thành cơn sốt giữa mùa đông tuyết phủ. Valenki có một vị trí đặc biệt trong văn hóa nước nga vì khả năng bảo vệ đôi chân của người mang khỏi cái lạnh bút giá. Thường được coi là loại giày hữu dụng cho vùng quê và hiếm khi xuất hiện trong môi trường đô thị. Valenki, từng là giày mùa đông ưa thích của quân đội Nga ngày trước. Hiện nay, nó vẫn được ưa chuộng bởi những người đam mê câu cá trên băng và nhân viên bảo vệ tuần tra tại các kho bãi hàng hóa. Trong thời tiết cực kỳ lạnh hoặc có tuyết rơi, người ta thường bỏ qua những đôi giày già và lựa chọn phương án sống mãi với thời gian. Những đôi và lành kỳ thoải mái với vẻ ngoài đơn giản hoặc thêm chút phá cách, tùy ý mỗi người. Bà Lyumila Timotchenko, giám đốc cửa hàng Thế giới Len tại Moscow, chia sẻ với Reuters. Lượng valenki bán ra phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Ngay khi tuyết bắt đầu rơi, khách hàng mua hàng đã bắt đầu tìm đến cửa hàng của chúng tôi. Mỗi năm, Nga sản xuất hàng trăm nghìn đôi valenki. Một trong những nhà máy valenki lớn nhất của Nga được đặt tại Zarovsarab, nằm bên bờ sông Volga ở phía tây bắc của đất nước. Giám đốc Simidon Simikov cho biết, nơi này sản xuất khoảng 400.000 đôi mỗi năm. Phần lớn sản xuất của nhà máy được những người đang sống và làm việc tại vùng Bắc Cực, Săn, nơi có điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Kính thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.